Lời Nghệ Sĩ mời quý khán giả đến với loạt chương trình mới với câu chuyện về nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Quý vị sẽ được biết bí ẩn đằng sau những bài hát nổi tiếng qua hồi ức của nhạc sĩ Nguyễn Quang và ca sĩ Diệu Hiền. Không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện về nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín được phát sóng vào lúc 19h15 Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 trên VTV9.